Có bạn ý kiến với thầy là thầy ơi thầy quay ngang cái màn hình ra đi. Quay dọc rồi con nhìn bé lắm. Bởi vì nó bị có hai cái phần đen ở hai bên. Đấy là khi mà con xem ở trên laptop thôi. Với lại con xoay ngang cái màn hình điện thoại ra con xem thì con thấy là thầy quay dọc thì nhìn nó bị bé. Nhưng mà một số bạn thì lại bảo thôi thầy ơi thầy quay dọc đi, thầy đừng quay ngang. Tại vì quay ngang con xem con phải ngang điện thoại ra con khó vuốt lắm. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn cầm điện thoại thẳng đứng như này các bạn xem dọc nó quen rồi. Thế thì thầy biết làm sao bây giờ Thôi chúng ta cứ hoan hỉ với nhau Có nghĩa là uh, thầy quay ngang cũng được Mà thầy quay dọc cũng được Bởi vì có cái nền tảng uh, chia sẻ video này Thì nó yêu cầu là tỷ lệ 16 Nhưng có cái nền tảng khác thì nó lại yêu cầu là 96 cơ Tức là cái thì nó bắt là ngang Cái thì nó bắt là dọc Thầy thì không quyết định là sẽ quay ngang hay quay dọc như thế nào cố định cả Nhưng mà có cái tiêu chí là nếu như mà bài nó dài ấy Bài nó khó và cần viết nhiều Thì thầy sẽ quay ngang là chắc chắn có những cái bài nó dễ những bài mà viết độ như thế nào đó hoặc một lượt xóa bảng thôi mà xong thì thầy sẽ quay dọc mà nói chung là thôi cũng tùy nhá chúng ta cũng không nên có cái sự yêu cầu hoặc là quan điểm cứng nhắc gì về cái chuyện là màn hình phải quay ngang hay quay dọc là tùy thôi chúng ta cứ cứ học cứ xem có sao thì chúng ta xem như vậy trong trường hợp nào mà nó bất cập lắm ấy thì chúng ta hãy ý kiến được không thầy thì cũng chia sẻ như vậy rồi đấy. Thế không cố định là quay ngang hay quay dọc đâu nhá tùy chỉ có là bài nào dài thì thầy chỗ quay ngang là chắc chắn được không nào